Cái độ tộc thì tôi chốt với cả các bạn rồi là thôi thì coi như kỷ niệm 1 năm tôi chuyển nhà đi. Thì tối thứ bảy này khoảng lúc 10 rưỡi nhá, thì tôi sẽ up cái link công chiếu, thì ngày mai sẽ bắt đầu có. Thường thường người ta sẽ để link công chiếu trước khoảng 48 tiếng. Thì ngày mai tôi sẽ để nhất là như thế. Thứ hai là tôi không định quảng cáo ra ngoài. Tôi cũng không chạy ở trên fanpage. Tôi chỉ post một cái link công chiếu ở trong group của Tomisi Gaming thôi. Nên là tôi mong là tất cả mọi người ủng hộ. Tôi biết là cái bài hát này nếu như mà ra ở thời điểm bây giờ nó sẽ bị out meta và nghe nó không bắt kịp cái nhạc ở hiện đại bây giờ. Tôi chắc chắn tất cả các bạn như thế. Đây một bài hát mà tôi thu âm cách đây hơn 1 năm rồi với cả mấy anh em. Thì tôi vẫn giữ lại cái bản cũ nhất, không sửa gì nhiều cả. Cho nên là mong các bạn đừng đánh giá nó quá là khắt khe, quá là tiêu cực. Tôi cũng chỉ muốn là có một cái bài hát để tôi với cả các bạn thỉnh thoảng ngồi nghe. Cứ mỗi năm tôi ra một cái bài hát kiểu vậy. Năm nào mà vui hơn thì hay là có điều kiện hơn thì ra được khoảng 2 bài thì tốt. Cảm ơn Thiệu nhá. Nhá, thứ bảy tuần này có gì các bạn ủng hộ.